Đồ gỗ Thanh Khuyên kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2020 dương lịch. Thì cơ sở Thanh Khuyên chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón gia đình chú Tuyến và gia đình chú Hồng ở huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội về trực tiếp cơ sở Thanh Khuyên chúng tôi đặt lô hàng nội thất phòng thờ gỗ hương đá. Phía bên ngoài kia là xe ô tô của gia đình chú. Cơ sở Thanh Khuyên chúng tôi rất nhiều mặt hàng về gỗ hương đá, gỗ vụn, gỗ gõ. Chúng tôi trực tiếp sản xuất ra, không qua trung gian, luôn đảm bảo uy tín chất lượng của khách hàng lên hàng đầu. Thanh Khuyên chúng tôi cũng cảm ơn gia đình hai chú về trực tiếp cơ sở chúng tôi tham quan đặt hàng. Thì mọi thông tin chi tiết thì kính mong khách hàng liên hệ với Thanh Khuyên chúng tôi qua số điện thoại 0398949884 ở địa chỉ là Ngày Mộc, La Xuyên Vàng, thuộc xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video clip.